để đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV về ẩm thực đường phố Sài Gòn. Hiện tại là em đang đứng trên đường Tân Kỳ, Tân Quý nè cô chú anh chị. Địa chỉ là 30 Tân Kỳ, Tân Quý, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, ngay chỗ vựa sầu riêng Cái Mơn, Bến Tre, Khu Lam. Đó, chị gái đang cua cho khách. Đó. Sầu riêng hạt lép cơm vàng. Cô chú anh chị và các bạn xem video đến thứ hai có thể là like chia sẻ giúp em nha. Đó. Ăn nào mà đẹp. Dạ. Hàng chín chục đi. Đây là chị gái Bến Tre. Cao thủ khui sầu riêng. Chín chục hàng ngon luôn. Lép cơm vàng nha. Dạ nó hả? Vỏ mỏng không? Mà thấy trái nó có 2 kg đó. Trái đây 2 kg đó hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Còn trái đây là 2 kg nha. Khui ra ngọt cơm hả? Dạ. Có liền hả? Mấy muối gì? Có liền 5 hộp luôn đó. 5 hộp luôn đó hả? Ờ, 5 hộp luôn. Đó. Đây là cao thủ Bến Tre nha. Nữ cao thủ Bến Tre mới xuất hiện. Ồ. Khui sầu riêng. À, clip cơm vàng. Bên kia nhạc to quá. Không biết sao. Đó, đó. Đó. Thấu, thấu, thấu. Đó. Cái này là điều 90 hết cái hả chị? Dạ đúng rồi, hàng 90 đó. Cái này là hàng 90 hết là nghe cô chú anh chị và các bạn. Đó. Phía bên trong nè. Rồi. Chị đang khui cho anh khách nè. Đây là cái góc ngã tư Tân Kỳ, Tân Quý và đường Trường Chinh. Đó, đây ngã tư Tân Kỳ, Tân Quý và đường Trường Chinh đó cô chú anh chị và các bạn. Đó. Mới quen, mới quen. Dạ. Con nhỏ lùng lùng hay mua này á. Dạ. Mấy lùng lùng quá quá á. Bữa giờ nó mua chắc hơn chục trái này. Dạ. Ủa, cái hộp để con này. Đây là sầu riêng ri sấu Cái Mơn, Bến Tre. Dưới để bà bơi. Dạ. Chị gái đang chọn sầu cho khách. Đây em trái cái này cái kia. Bên kia mở nhạc to lắm nên là nếu mà có nghe tiếng nhạc thì quý cô chú anh chị và các bạn cũng thông cảm nha. Đó. Tiếp tục. Trái này là 3 kg hả chị? Thôi để nguyên trái đi, khỏi lột. Hả? Không lột hả? Ờ, khỏi em gì em làm. Lột đi cho nó hấp dẫn. Tách sơ không? Hả? Tách sơ được. Tách sơ qua phải không? Tại vì em cảm em chạy về Bình Dương mà. À, chạy về Bình Dương hả? Thôi vậy chạy về Bình Dương thì để tách sơ thôi. Tách sơ rồi về Bình Dương là coi. Ừ. Rồi rồi, nhạc to quá. Nhớ không? Dạ. Hai vợ chồng đó hả? Hai vợ chồng. Dạ. Đây là em gái. Em gái của cái chị đó. Dạ đúng rồi, em gái của chị đó. Cái nhỏ em còn bên anh à. Mình. Cái nào ngọt nha. Dạ. Ngọt. Chị nó bán không được. Dạ. Nó lựa không? Dạ. Mà bữa nào bán lựa cái đền liền à. Qua bữa đúng rồi, cái đây là à qua hôm sau là đền liền đúng không? Qua hôm sau đó là cái dạ đúng rồi, bao ăn. Nên nên là về sượng. Dạ. Đó anh khách nói là anh nói chỗ vừa nè. Dạ 23. Anh cũng thường ăn đây hả? Cô đi. Dạ anh cũng thường ăn à. Trời ăn hoài luôn á. Ăn hoài luôn phải không? Ờ. Dịch cái nó về dưới nó ở như cả tháng mấy tháng nó mới lên lại. Dạ dạ. Ồ. Dạ là anh khách mối. Mối mới bán cho đàng hoàng nha. Dạ. Đương nhiên, đương nhiên. Họ khui, tiếp tục khui.
Trời ơi, đó đã không? Vỏ mỏng, cực kỳ mỏng. Ui, ngon cái không à? Bao ngon luôn. Bao ngon. Mới ngon mới được. Dạ. Anh thử không? Các chanh xíu anh thử à. Thử không? Dạ. Dạ, hầu nhé hả? Ủa, cũng gì mà cũng hồi. Dạ. Dạ, qua. À, bóc, bóc cà bê, cà bê hả? Dạ. Đây có hai ký bà. Hai ký bà, đây là hai ký bà. Đó. Muối cơm vàng hạt lép. Đó. Thấy nó được đậm mà nó trắng quá. Thử không? Thử đi. Cái cơm này cơm vàng ngon luôn nè. Okay, nhìn cái giá này là thấy được nè. Nó cơm vàng. Đấy, cơm. Ok. Tại vì anh ăn đồ đen nè, anh ăn cái nhỏ nó lớn. Dạ. Nó liền luôn á. Không ngon thì đổi cho anh thôi. Không ngon là anh đổi, là đổi lại cho anh nè. Đó. Ở đây không ngon là đổi anh liền. Đó, trái này muối nó vàng cực vàng phải không? Ngon là cái muối nó chắc bóng. Ăn mà bao mà lo gì. Rồi chúc anh ăn ngon miệng nha. Thank you.
đây là hai chị em Thu Lam. Đó, hai chị em chủ vừa bên này, tức là hai nữ cao thủ nha cô chú anh chị. Đó. Cuộc sống Sài Gòn TV á, xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Thì hôm nay chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn một cái vựa sầu riêng mới, đó là Thu Lam trên đường 30 Tân Kỳ Tân Quý nè. Cô chú anh chị và các bạn nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha.